Good morning các bạn. Hôm nay trời chuyển mưa. Dạ, cuối tuần rồi mình gọi như là thả ga ăn, thả ga uống, hưởng thụ cuộc đời, coi bóng cà na, football đó. Tại đội nhà được vào chung kết, đánh rất là hay. But anyway, hậu quả là mình sáng nay đo đường nó lên cao quá. Cho nên từ nay hôm nay là phải nhịn cả ngày luôn á, không ăn tinh bột và phải đi tập thể dục gì, đi bộ tới lui cho nó xuống đường. Nhìn lên núi hôm nay trời mưa quá chừng luôn. Yeah, hôm qua dẫn thằng con đi mua cho nó cái laptop với cái iPad để nó đi học. Nó học về vẽ đó, cho nên nó cần cái iPad gọi là tốt lắm. Mua hết 1.200. Rồi cái laptop thêm 400 nữa. Laptop thì mua cái loại bình thường thôi, cho nó dùng để nó research, nó tìm surfing web, nó tìm thông tin. Với lại bây giờ rất là có nhiều lớp không có phải tụ lại trong trường, nó phải ở nhà zoom vô học, thì nó cần cái laptop đó. Ở nhà thì nó có cái desktop nó xài à, chứ mấy năm nay không có mua cho nó cái laptop. Dạ, cho nên cuối tuần này cũng phải xuất ra một số tiền cho nó, rồi tiền học. Tiền học thì nó xin xin tiền trợ cấp thì không biết nó được cho không, gọi là financial aid đó. Với lại tiền mượn student loan thì cũng chưa có kết quả. Nên như là nó chấp nhận rồi nhưng mà nó chưa có được cái check. Yeah. Giờ đang đón Tết hả? Tết này là nhịn ăn, không ăn mứt, không ăn bánh tét cũng được đâu. Mình không nọ, mình nói mình nhịn mấy ngày, cái tới ngày một ngày đó mình trong tuần đó mình ăn xả láng. Làm vậy cũng không tốt nữa, không được. Ngày hôm qua mình xả láng một bữa, cái bữa nay lên cao. Không được, phải cứ trung bình, ăn ít thôi. Ăn thả ga là chết thôi. Gọi là khám ăn. Ước gì bây giờ mình đang ở Việt Nam ha, sáng sớm ra cà phê nhìn những tà áo. Người ta đi bán bánh trung thu, ủa bán bánh, bán mứt, mặc áo dài xanh đỏ đỏ vàng đẹp đẹp, nhìn cho nó mát con mắt một chút rồi đi chứ ăn trưa. Ôi, chắc về Việt Nam mình còn khổ cái vụ ăn uống nữa. Yeah, đủ thứ món ăn, bún, mì, hủ tiếu, phở, cơm tấm, bánh canh, ăn lên tinh bột không. Sáng kêu một cái dĩa rau luống muộn, rau muống luộc, ăn với lại... ăn với cái gì ta, ăn với lại một chút xíu thịt kho. Thịt kho phải để trưa hay chiều tối ăn chứ, ăn không phải kho lạt lạt chút, đừng kho mặn xong mới ăn không. Suy nghĩ quá đa dạng, đa phong phú. Yeah, lúc này mình thấy ở Việt Nam chơi vui đó, 3 tuần nữa tới Tết đúng không? Yeah, đúng rồi, khoảng qua 3 tuần lễ. Bà con đi chợ Tết rồi vòng vòng với mệt mỏi cái ngồi xuống uống ly trà đá. Không được uống bia, khổ. Đói bụng thì phải ăn rau muống luộc nữa. Việt Nam phải đi ăn chay được ha. Giờ vô quán chay kêu mấy món ăn không có ăn cơm. Ăn cơm mà khổ quá. Tự nhiên đó, hồi đó mình cũng không có thèm cơm lắm. Từ ngày bắt phải nhịn cơm cái tự nhiên nó thèm. Mình nhịn cái gì nó thèm cái đó, vậy đó. Bánh mì với cơm. Hôm qua khi mình nấu cơm xong con nó ăn xong rồi mình ăn hết cũng chén. Con chén một à mà dĩ mà nó lên đó. Cao dữ sợ luôn, 224 mg. Ngày nào mà đo được khoảng 150 là mình mừng rồi. Mà giờ nó lên cao quá không được.
lúc trước phải cố gắng xuống 120, 110, bây giờ không cách nào xuống được cái đó rồi. Mới có 60 tuổi mà bị đường cao quá vậy, tính khoảng 70 tuổi mù mắt á, phải canh chừng mới được, mù mắt không được nhìn gái nữa. Đôi mắt là một cửa linh hồn. Ê, có chuyện gì vui ta kể các bạn nghe ta. Vui về Việt Nam chơi mà không được ăn uống gì hết thì thôi, còn gì nữa là vui ta. Chán thiệt. Ai, sao hôm mưa sáng thì chiều vẫn mưa. Tóm lại mưa cả ngày luôn. Ra thì mình không biết, thăm bà già xong không biết mua cái gì ăn, cái mình đi mua một tô phở gà, nhưng mà mình cố gắng sẽ không ăn, còn con nó ăn thôi, mình kiếm cái gì luộc lên ăn. Yeah, mùa đông ở đây vậy, có hôm cả tuần như vậy luôn, hơi buồn nhưng mà biết sao giờ. Anyway, mình cũng không biết gì, hôm nay có gì vui chia sẻ chứ giờ nhà nghỉ ngơi thôi. Tối nay làm cơm ngồi tán dóc maybe. Mình tạm chào các bạn nha. Good morning. Lúc này không có gì vui chia sẻ cho nên hôm qua thâu video nhưng mà thâu được có một chút đỉnh nè. Thôi nữa, lúc trên đường đi thăm mẹ già tán dóc chạy câu vậy cái hết này. Bữa nay trời vẫn cũng mưa, nhưng mà nghe nói là tạnh, sắp tạnh rồi, chỉ bây giờ là ướt nhẹp, đường xá nguy hiểm chút. Giờ sáng ghé McDonald's mua cho con ăn sáng, cái mình thôi sáng nào cũng mua ly cà phê ở McDonald's hết đồng 70 xu. Có nhiều người nói là mình uống cà phê vậy phí tiền quá. Mua cà phê một bịch 10 đồng về pha cà phê sáng chút đỉnh rồi, cái là save tiền biết bao nhiêu, mỗi ngày đồng cộng cộng lại thì cũng nói là thì cũng đúng thiệt, nhưng mà nó bất tiện lợi lúc mà mình bận rộn á, phải ngồi đó pha cà phê, mình ngồi đó chờ chắc cũng khoảng 15 phút mới đã có uống, lúc mà mình cần phải đi liền thì lâu quá, thì giờ đó mình ngồi đó mà pha cà phê. Lại một bịch cà phê mình uống chừng 3 tuần thì chia ra 10 đồng chừng 3 tuần mà 21 ngày thì cũng được nhiêu, maybe dưới mấy chục xu một ly cà phê, xây được mấy xu. Nhưng mà đời mà nhiều khi phải có cái này, phải có cái nọ, lúc rảnh rỗi thì pha cà phê, không rảnh rỗi thì uống cà phê. McDonald's cà phê thì nó có cái mùi thơm mà nó đặc nhất à. Cà phê Việt Nam thì nó có cái mùi thơm chút nhưng mà cũng không có bỏ đường bỏ sữa cho nên nó cũng không ngon lắm, mình không biết làm sao. Tìm mùi cà phê nào mà nó thơm phức lên mũi, uống thì nó như cái nước trà hay sao. Nó đúng ra nếu như mình đổi sang uống trà thì tốt hơn. Như mấy ông già buổi sáng Việt Nam ngồi cái châm bình trà, ngồi đó hút điếu thuốc. Bây giờ thì trở lại bình thường rồi, sáng nào cũng bị kẹt xe. Yeah, nhìn trên con đường đi trên kìa, xe đậu dài này cũng khoảng 1 km từ tới đây đến cái đèn xanh đèn đỏ. Uống cà phê nó hay bị nhiễu nhão, phải để như vậy. Anyway, mai thằng con nó đi học rồi. Ê, nhìn thấy giống cái đeo cà la vát đó vậy. Hôm qua hôm kia ngồi đi lái xe, vừa lái xe uống cà phê nhiễu lên áo tùm lum hết. Anyway, mai thằng con đi học lại rồi. Năm nay là bước vào năm thứ 3. Coi như cố gắng thêm 2 năm nữa sẽ được freedom. Cái nước đầu tiên đi là gì ta? Chắc đi nước Việt Nam. Về Việt Nam khám phá.
tìm cái nơi nào mà mình mướn nhà tạm thời tháng gì đó, trả tháng về đó ở Triền Nam chơi. Ôi mà trả chi ta, mình về đó mình đi đây đi đó mà cứ nơi nào đấy mà la cà đấy ở đâu thì mình mới mướn hotel ở đó ha. Mỗi đêm chắc cũng khoảng 20 đến 30 đồng đêm, tính lại cũng mắc dữ ạ. Ừ, đâu có rẻ ta. Yeah, cuối cùng tóm lại là phải có tiền mới đi chơi vui vẻ được. Yeah, cố lên cố lên. Nói 2 năm nữa tự do đi chơi, ai biết được tương lai phải không? Đến lúc đó dĩ nhiên có cháu nội cháu ngoại bồng bế giữ con cho con mình về bên Mỹ này, hay có cái màn đó mấy đứa nó sanh con đẻ con xong rồi nó đưa ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại giữ nó đi chơi. Ôi tới đâu hay tới đó ha. Hôm qua mình nhận được cái email, hôm chủ nhật chở con đi mua cái laptop cho nó đó, mua ở cái tiệm gọi là Best Buy. Bây giờ những cái tiệm điện tử gì chứ còn có tiệm đó là sống sót nhỏi thôi. Thì mình mua cho nó một cái iPad, xong rồi bây giờ mua thêm một cái laptop cho nó đi học. Laptop có 400 đồng thôi, laptop cái loại là cái Chromebook. Mình nó không có hàng trong tiệm cho nên mình phải đặt xong bữa nay mới nhận. Xong rồi hôm qua về nhà ngồi xong tự nhiên có cái email nó đề là mình đăng ký một cái subscription cho cái service của cái tiệm đó, nó gọi là Geek Squad, 400 đồng một năm. Hôm qua mình mua, mình chỉ mua cái máy computer thôi, mình đâu có subscribe cùng mẹ gì đâu. Đọc ra cái tự động, nó nói nó tự động nó đăng ký cho mình. Nếu mình không thích thì mình phải gọi nó, mình từ chối, nghĩa là cancel đi. À, bực mình dễ sợ luôn. Best Buy này mình bị 2 lần, một lần lúc trước hồi xưa mà mua tivi, cái loại tivi bự thiệt là bự á. Mà hồi đó tivi xấu lắm, nó lại cồng kềnh mà nó không mờ câm mà. Mua xong cái nó kêu mình đăng ký mua gọi là insurance, bảo hiểm. Mình nói vụ tới với lui thôi kệ, mua cho xong biết trả nhiều quên mất rồi. Mình nhớ đến lúc cái tivi nó bị hư, mình gọi nó nói bây giờ nó phải tới nó pick up, mà khỏi hẹn 2 tuần. 2 tuần xong nó đem về nó sửa cho cái cho tụi nó sửa đó. Ít nhất cũng 2 tuần nữa. Mình đi cho nó đi lấy đi, xong về cả tháng trời nó chưa làm xong nữa. Không biết nhớ bao lâu đó, 1 tháng 2 tháng sau nó đem nó trả lại cho mình. Hôm nay nhìn lên núi cỏ bắt đầu mọc xanh lên. Nhưng mà hôm nay thì ẩm ướt á, nhìn nó có cái mấy cái sương mù ha. Nhìn phong cảnh thấy cũng đẹp đẹp, thơ mộng. Giống Đà Lạt. Đây, nhìn lên núi đẹp không? Sương mù sa mưa. Anyway, thôi mình chắc edit cái video này up lên cho các bạn xem cho vui, cho biết tình hình mình vẫn còn sống tồn tại. Mình chúc các bạn giữa tuần vui vẻ nhé.